Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinPearl của Phạm Nhật Vượng bắt tay cùng Techcombank của Hồng Anh lùa gà vặt lồng. Mới đây, Thời báo.d đã nhận được một lá đơn của một số nạn nhân thuộc các dự án của VinPearl tại Nha Trang và Đà Nẵng, phản ánh về trường hợp họ bị liên minh Techcombank và các chủ đầu tư dự án VinPearl như VinPearl tại Nha Trang và tại Đà Nẵng. Những nạn nhân này phản ánh như sau: gần 3.000 chủ sở hữu của VinPearl khắp từ Bắc, Trung, Nam đang đấu tranh đòi VinPearl phải trả lại nhà và căn hộ cho họ. Vì nhiều năm nay, VinPearl đã lấy nhà của họ cho thuê với giá 0 đồng. Theo như VinPearl thông báo với nạn nhân, trong 2 năm qua, nghĩa là khách hàng mua nhà thanh toán tiền cho VinPearl nhưng không sở hữu nhà mà nhà đấy đã bị VinPearl dùng để cho thuê nhưng giá thuê lại là 0 đồng. Đấy không phải là chiếm dụng nhà của khách hàng thì là chiêu gì đây? Dân oan của dự án VinPearl. Khi dự án VinPearl hình thành, ngân hàng Techcombank đứng ra cho khách hàng vay tiền để mua nhà. Tuy nhiên, khách hàng mua nhà đến nay đã 6 năm nhưng họ vẫn không được cấp sổ đỏ, mà Vin thì không trả lại tiền như họ đã cam kết. Thực ra, tiền của Techcombank cho dân vay mua nhà không hề rót vào tay người dân mà chuyển thẳng cho VinPearl. Như vậy là, trên danh nghĩa, người dân đã mua nhà nhưng không giữ nhà, không giữ sổ, trong khi ngân hàng thì cứ dí sát gáy. Với cách làm này của Vin, khi người dân không chịu nổi áp lực trả lãi vay ngân hàng, thì người dân sẽ bán lại cho Vin và Vin tiếp tục thương vụ tương tự. Có như vậy, hết lớp người này đến lớp người khác sẽ bị dính bẫy và phải nai lưng ra làm việc để đóng tiền lời cho Techcombank. Trong mối liên kết này, Hồ Hùng Anh móc túi khách hàng dưới lãi suất ngân hàng, Vin thì bán được hàng thu tiền nhưng lại giữ nhà của khách hàng trong tay mình để ép họ phải bán lúa non vì không chịu nổi áp lực lãi suất. Cuối cùng chỉ có khách hàng của Vin là chịu mất mát, còn hai đại gia thì tiền vào đầy túi. Ông Phạm Nhật Vượng đang lùa gà vặt lông ở các dự án VinPearl. Hiện nay hàng ngàn nạn nhân đang kêu cứu nhưng không một cơ quan chức năng nào vào cuộc cả. Điều này cho thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng về phía liên minh Techcombank VinPearl. Và hiện nay, Vingroup đang đói vốn, họ đang tìm cách chiếm dụng vốn từ những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Nợ của Vingroup đã lên đến 285% so với vốn chủ sở hữu, và con số này tăng lên không ngừng. Ông Phạm Nhật Vượng lập ra công ty VMI cũng là để móc túi nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ông dụ dỗ bán nhà được với hình thành trong tương lai cho những người này. Nhà đầu tư đưa tiền cho VMI và chỉ nhận lại một tờ giấy. Hàng hóa đã được ông Vượng bán để thu tiền, nhưng hàng thì vẫn giữ trong tay ông Vượng. Đây là hình thức chiếm dụng vốn của khách hàng. Và xem ra, đây là cách chiếm dụng vốn phổ biến mà ông Vượng đang thực hiện với quy mô rất lớn. Hiện cơ quan nhà nước vẫn đang im lặng để mặc cho ông Phạm Nhật Vượng tung hoành. Nền kinh tế đang khó khăn nên cả xã hội đều gặp khó, trong đó Vingroup và Techcombank cũng trong tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, dù khó khăn thì người dân cũng không làm hại người khác để mà chiếm dụng vốn, nhưng hai vị đại gia này lại làm như thế, và họ đang đổ hết rủi ro của họ lên đầu những người thấp cổ bé họng. Ông Hồ Hùng Anh, ông chủ của Techcombank. Có người nhận xét rằng người dân Việt Nam cứ nghĩ những đại gia như tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng và Hồ Hùng Anh vì quá giàu nên họ sẽ giữ uy tín, không có chuyện lừa đảo. Nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm. Chính họ đã tồn tại và lớn mạnh trong xã hội cộng sản. Nếu họ không gian, không thủ đoạn, không thâm hiểm thì họ đã không giàu đến thế. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tỷ phú đô la của Việt Nam phần nhiều là các tỷ phú trở về từ Đông Âu. Vụ án Việt Kiều Tây Âu Trịnh Vĩnh Bình là một minh chứng. Những doanh nhân làm ăn tử tế từ các nước phương Tây thường không thể tồn tại hoặc không thể lớn mạnh trong môi trường cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin VinPearl của Phạm Nhật Vượng bắt tay Techcombank của Hồ Hùng Anh lùa gà vặt lông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Tô Lâm tung đòn thù với Bùi Tuấn Lâm, dùng đòn bẩn để rửa mặt bẩn. Có thể nói hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hám mộ mồm đớp miếng thịt bò rát vàng ngay tại London vào năm 2021
đã trở thành hình ảnh gắn liền với tên tuổi ông Tô Lâm từ đó. Một khi hình ảnh đã tung lên mạng, việc rửa sạch bộ mặt bẩn kiểu này là không thể. Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại cho rằng ông có thể rửa được thánh giác hành, thánh giác muối và Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt. Thịt bò và thịt bò rát vàng chẳng khác nhau về giá trị dinh dưỡng, chẳng khác nhau về độ ngon nếu dùng một loại thịt bò như nhau. Vậy thì tại sao phải ăn cho bằng được miếng thịt bò rát vàng mới được? Ở hình ảnh ông Bộ trưởng, Đại tướng, Bộ Công an Việt Nam há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng, nó thể hiện con người ông có hai cái tham, tham ăn và tham danh. Tham danh ở đây là muốn thể hiện đẳng cấp với đồng nghiệp, với đồng chí của mình và với những người cùng đi trong đoàn. Mà người Việt có câu nói rằng tham thì thầm. Vì sự tham ăn và sự tham thứ danh hão, một khi clip bị tung ra là đỡ không kịp. Ông Tô Lâm vốn là tướng võ bền, thuộc tiếp người hữu dũng vô mưu, có nhận xét cho rằng con người ông Tô Lâm mãi mãi chỉ là công cụ, mãi mãi là quân cờ. Vì vậy, ông không bao giờ là kẻ chơi cờ. Bởi nói về sự khôn khéo trên chính trường, ông Tô Lâm hoàn toàn không có khả năng. Nếu là người khôn khéo thì không bao giờ lại ăn thịt bò rát vàng, để rồi hủy hoại thanh danh của chính mình. Vết nhơ há hỏng đớp miếng thịt bò rát vàng sẽ sống chung cùng ông Tô Lâm đến tận cuối cuộc đời. Thậm chí vết nhơ này còn sống lâu hơn trong cuộc đời của ông rất nhiều. Có người ví von rằng thanh danh ông Tô Lâm bây giờ chẳng khác nào ao bùn. Ông Tô Lâm thọc tay vào muốn làm cho nó trong trở lại thì nó lại càng đục hơn và bốc mùi nhiều hơn nữa. Thật vậy, với hình ảnh ăn thịt bò rát vàng đã làm bộ mặt ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bẩn một, thì hành động ông ra đòn thù của ông Bộ trưởng với thánh giác hành Bùi Tuấn Lâm càng làm cho hình ảnh của ông Tô Lâm bẩn hơn nữa trong Đảng Cộng sản. Ông Bùi Tuấn Lâm bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù. Vào ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Tuấn Lâm, tên gọi khác là Peter Lâm Bùi, sinh năm 1984, sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Ông Lâm đã bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam sau khi ông Bùi Tuấn Lâm nhại lại hình ảnh thánh giác muối giết bề bằng cách giác hành trên tô bún bò ông bán. Thì Công an thành phố Đà Nẵng đã ập vào bắt ông tạm giam. Đây được xem là hành động trả thù của ông Tô Lâm vì làm gợi lại hình ảnh ông đớp miếng thịt bò rát vàng đầy tai tiếng. Tuy công an bắt và truy tố ông Bùi Tuấn Lâm nhưng không thể truy tố tội giác hành cho được, bởi giác hành không phải là tội. Vậy nên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố Bùi Tuấn Lâm về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều số 117 Bộ luật hình sự. Bộ mặt ông Tô Lâm vốn đã bẩn, ông dùng đòn thù này đánh vào ông Bùi Tuấn Lâm chỉ là để trả thù mà thôi. Nhưng ngón đòn này hoàn toàn không thể rửa cho được bộ mặt vốn đã quá bẩn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Mà một khi đã bẩn trong bản chất thì không thể gột rửa cho được. Chỉ cần ông Tô Lâm hành động là có thể gây bẩn cho thanh danh của ông ta ngay rồi. Bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phản đối phiên tòa bất công với ông Bùi Tuấn Lâm. Dính tới vụ án Mobifone mua AVG, nhúng tay vào vụ bắt cóc người tại Cộng hòa Liên bang Đức và hai lần bắt cóc tại Thái Lan cho con du học tại Anh Quốc từ nguồn tiền bất minh. Đấy là những vết bẩn rõ ràng không thể gột rửa được. Một ông bộ trưởng như thế mà trở nên người hữu dụng thì Đảng Cộng sản và cả người đứng đầu đảng khó mà trong sạch cho được. Bản chất của chế độ này ra sao thì nó sinh sản ra những con người giống như vậy. Vẫn chỉ biết bắt bớ, trả thù những ai dám nói lên sự thật mà không hề có thiện chí sửa chữa. Đảng Cộng sản làm đẹp bộ mặt bằng cách bịt miệng người nói xấu họ. Và Tô Lâm cũng hành xử y như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tô Lâm tung đòn thù với Bùi Tuấn Lâm, dùng đòn bẩn, rửa mặt bẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de